Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex cùng các tổng công ty dầu Việt Nam PV Oil và tổng công ty xăng dầu Quân đội đồng loạt báo giá bán lẻ mới từ 12 giờ trưa nay. Theo đó, thì xăng RON 92 từ trưa nay đã tăng thêm 180 đồng một lít, trong khi giá dầu mazut lại giảm. Cụ thể, xăng RON 92 tăng từ 24.510 đồng lên 24.690 đồng một lít. Xăng RON 95 tăng từ 25.010 đồng lên 25.190 đồng một lít. Giá dầu diesel cũng được điều chỉnh tăng 70 đồng, từ 22.720 đồng lên 22.790 đồng một lít. Giá dầu hỏa trong khi đó giữ nguyên và giá dầu mazut giảm 120 đồng một kg. Lãnh đạo Petrolimex cho biết, việc điều chỉnh giá xăng dầu lần này xuất phát từ thực tiễn diễn biến giá xăng dầu thành phẩm trên thế giới trong chu kỳ tính giá, phù hợp với nguyên tắc xác định giá của chính phủ, và đây là lần tăng giá xăng dầu thứ 2 trong năm 2014.